Ngày hôm nay Hot Girl Thì Dương là nấu đồ ăn để đãi cho mấy anh em ăn nè. Nhưng mà hôm nay là chắc hết cái vườn rau của Thì Dương luôn quá. Hội tụ thằng nhân tài không nè. Đây anh Phong Khâu nè. Đó thấy chưa. Đây là anh Lê Thanh nè. Ăn lần 4 năm chén luôn. Trời ơi ăn mà đang nhìn ngó kìa. Ủa con cá lóc đâu à ta. Nó nằm ở chỗ nào rồi. Ừ, quay qua xin Thì Dương kìa. Đã đứng ăn luôn nè. Trời ơi thiệt tình ăn nhiệt tình thấy ghê luôn không. Rồi bên mời cả nhà xem video nha. Thì khi mà mấy anh em đi lại nhà của Dương á, với cô á, thì cô cũng rất là nhiệt tình đó. Thì cô thì cái cuộc sống á, nó nói chung là nó cũng rất là thiếu thốn đó. Thì mấy anh em lại thì cũng có mua con cá lóc vậy nè để cùng gia đình ăn. Thì ở trong nhà thì cũng không có cái gì hơn là cô cũng cũng là kêu Dương ra ngoài cái vườn rau như thế này nè để bẻ từng những cái cọng rau ở đằng trước cửa nhà như thế này đây. Nó trước nhà của Dương á, nguyên của vườn rau như thế này. Ủa ai ngồi đó vậy? Đó. Để đem vô ăn nghe cả nhà. Đó. À, anh Thanh ăn thử đi. Cá lóc này ngon không? Ăn thiệt ha. Ờ ăn thiệt. Đó thì cái đúng rồi, cái nồi cá lóc nè này là của Dương chính tay nấu nha cả nhà. Đó với đây là cái tô nước tương hả ta? Nước tương ha, nước tương tỏi ớt, nước tương tỏi ớt là của Dương cũng chính tay làm luôn nè. Của mình vậy đó. Ủa mà muốn đâu hết rồi? Muốn đâu hết rồi? Thì cô vô ăn miếng đi cô. Bye. Rồi Dương sao? Dương nè mình mời cô chú ăn cơm đi. Cô chú ăn cơm với Dương, ăn cơm với Suka đi. Bữa nay Suka đi dễ gọi. Dương tưởng đông trai không à? Suka đi, hen. Rồi Suka đi, Suka mời là cô chú ăn cơm với Suka. Cái gì? Anh này không à? Ờ, này ông ăn cơm mỏng khôn quá à. Để Dương, để Suka nói vậy đó. Nói gì? Sao bữa nay nè anh ăn cơm mà những cái món cây nhà lá vườn như thế này anh thấy sao? Ăn cực ngon quá tuyệt vời. Ừ. Là anh có thường xuyên mà ăn với những cái gia đình mà như là nhân vật của mình quay á, anh có ăn cùng vậy không? Có hả? Nhiều không? Nhiều. Ăn một lần là hết nồi cơm á. Vậy là trình độ ăn chật đến thượng thừa luôn hả? Đúng rồi. À. Chân gan chật mà. Ồ vậy luôn hả? Ờ. Rồi cũng được ha. Cũng chịu cực quá ha. Ừ. Chịu cực lắm. Cô ăn đi cô. Đi xa đó ăn chật. Tự nhiên đi. Rồi như mấy cái món như thế này á là mình có ăn thường xuyên không cô? Tại luôn có tại. Ít em nè, có lâu ăn là. Không có tiền mua. Em ăn đi. Anh nhường cho em đó. Rồi rồi ép luôn hen. Rồi ép thì ăn ngang hết đừng than ngang. Đó. Rồi nè anh Thanh nè. Ăn mấy chén rồi? Bây giờ chén này chén thứ hai khán giả ơi, tại nếu không ăn là phụ lòng gia đình. Mà ăn chực nhiệt tình dữ hen. Chực ngon lắm á. Trời ơi có anh ăn kìa, anh ăn biết bởi vì coi cái bụng anh kìa. Mình phải hòa đồng với hoàn cảnh mới được. Đúng rồi. Mình không đây là bạn ăn chực của mình lâu năm. Biết sao anh nói đúng rồi đó, mình đi phải hòa nhập với gia đình gì đó mình mới hiểu được gia đình hơn. Đỡ tốn tiền. Ấy sao hổm chim sâu này kia mà ăn cơm không ăn chung. Rồi chim sâu để cho Vinh sang phòng. Rồi anh Phong sao nè, cho lời cảm nhận món ăn gia đình coi. Thật sự á nó ấm áp cái tạo không khí cho Dương á. Nó có thân thiện với mình, mình mới gần gũi được anh Dương để mà giúp cho anh Dương nó mau hết bệnh nè. Thật sự luôn. Có gì kêu bằng anh Dương đó không? Em Dương. Em Dương thì tôi Suka đi quên dễ gọi. Lộn chút không sao. Một gái hot girl sống trong cùng với mẹ, nhưng mà mỗi ngày á em sẽ phát triển hơn, em thay đổi á. Là chúng đi cho chúng ngồi đi con. Gương mặt em hiện giờ nè em nhìn đi, nó đã thay đổi nhiều lắm rồi đó. Đúng rồi. Tao ăn à. Hẳn dạy như anh thấy là Dương cũng thay đổi nhiều phải không? Đúng rồi, Dương thay đổi nhiều luôn đó. Từ lúc ngày đầu rất mắc cỡ là không muốn gì chân á, không muốn tiếp xúc với mấy anh em, nhưng mà ngày hôm nay rồi là Dương rất vui vẻ nè. Và người mẹ đó, nói chuyện với người mẹ nhận thức luôn là
bé nó đang thay đổi. Và cô chú anh chị, những người đang xem cái video nè, cũng đang trông chờ ở Dương thay đổi. Tại vì còn quá trẻ thì tương lai nó còn nhiều lắm. Mà giờ nó đã đi chôn vùi ở đó thì không tốt. Thay đổi nhiều lắm. Bây giờ như theo anh nghĩ á, như anh nghĩ như thế nào á, là nếu mà Dương mà vô được những cái viên mà nó chất lượng cao hơn, thấy nó ổn không? Tất nhiên. Em nói này nó gọi là nên trị về tâm bệnh nhiều hơn là thuốc. Đúng rối. Theo anh nhìn nhận là vậy. Nhưng mà nó đối với thuốc thì thuốc ngon hơn sẽ càng tốt. Thì anh đâu có nói thuốc không ngon, nhưng mà cái tâm á, cái trị về tâm bệnh á, nó hiệu quả tâm lý. Đúng rồi, cái này hơn. Tâm lý là thứ nhất là gia đình là trên hết. Đó. Đó, thứ hai thì nói chung tụi con khi mà đến đây á là sẽ cố gắng để tạo cho em Dương nó sẽ được cái nhiều cái niềm vui hơn, đúng nhiều rồi. Cái nụ cười hơn, từ từ nó sẽ Dương nó sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Nó từ từ nó sẽ cải thiện. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hay. Cho nên đó. Là nụ cười là sẽ cười liên tục thì sẽ mau hết bệnh. Con nhìn nhận con thấy mà. Nè bữa nay nè, lúc trước cả nhà mình thấy đó, khi lại đó, ngày đầu tiên là Dương nói chuyện toàn tiếng em bé này kia, trẻ em không à. Hôm nay á là bắt đầu là nói những cái tiếng này kia, chững chạc như người lớn vậy đó. Nó từ từ sẽ thay đổi thôi. Nè ăn cá nhiều vô đi, chan nước tương vô nè. Nó cả nhà mình thấy không, khi mấy anh em lại đây đó luôn luôn hòa nhập với gia đình nè. Đó đứng ăn luôn nè, thấy không? Đó đứng ăn luôn nè, đó. Bây giờ cắn tương vô ăn nè. Không cầm cho. Cái này nè, cái tô nước tương này chính tay là Dương làm luôn nè. Cái này nãy là cái lá gì, cái lá này là lá gì ta? Mồng tơi. Tôi nãy ông ấy đâu có mồng tơi là chính tay Dương của ta bẻ đó. Anh thử miếng lá mồng tơi Dương bẻ ngon không? Ăn rồi. Sao thấy sao, ngọt không? Cái nhà lá Dương đó chàng. Nói chung mà khi mà cô mà tiễn được mấy anh rể thì về đây á thì cái vườn này lo mà ăn. Do mùa mưa là ăn đã luôn. Mùa nắng thì không biết nha. Mùa mưa chứ là ăn là toàn là rau ngon không á, tươi tốt. Nó dùng ăn rau không nha. Ăn rau không nha. Không có thịt nha. Tới là gạo gia đình nuôi không nổi đâu. Gạo có hai người không mà bữa hết bữa có. Chứ ăn rau thôi nha. Ăn mì với rau. Làm gì cự chứ. Anh nói bụng đúng hay gì? Đúng không? Nên cho bé cười nhiều. Dạ đúng rồi. Không có đâu, cự với ai thì đừng cứ cự với em là... sao sao. Người làm mất bao nhiêu ngày lương ha. Ủa anh nuôi là trời đâu à, không cho ăn cơm. Nó buồn à, mệt á. À, ăn gọi ha. Dương ăn mấy chén rồi? Hai chén rồi. Ăn nhiều lên. Ăn phải từ ba chén. Anh không chịu ăn cho em, anh nói. Anh nhường cái chén cơm của anh cho em luôn. Ăn để liền. Em có sức khỏe. Ăn liền. Đúng không? Nè, chén cơm anh nè, em cầm vào ảnh đi. Để cho có sức khỏe. Anh cứ nói hoài vậy, cá còn nhiều cơm. Ừ, thì thôi ăn. Chủ nhà không dám gấp cho mình cỡ. Đó, ừ. Gấp anh Thanh này được nè. Đó, anh Thanh gấp thì được chứ em gấp là tàn hình em. Ăn nhiều vô cho có sức khỏe. Mời muốn mấy anh qua nữa không? Đừng quay qua hỏi mẹ cái. Tự trả lời một bữa ấy. Tự mình quyết định xem nào. Ừ, muốn qua nữa không? Muốn qua quay nữa không? Qua vui mà. Nhưng mà tóc cho gọi thật. Đó thôi giờ bởi vì mấy anh này không có ai cho điện thoại ta chân bởi vậy đó người ta. Ừ. Bỏ vậy không ai mà cho ta điện thoại chứ. Ai hứa? Hồi qua bữa quay bữa trước ai hứa? Con này chắc cái này chắc coi ở đâu nè, nó vô điện thoại nè. Nè, hữu duyên thiên lý nan tương ngộ không? Biết đâu á clip này lên là gặp mấy anh nào đó người ta kết mình á. Nhà mời người ta tìm tới đây ta đem cái điện thoại tới luôn sao, đúng không? Nó giòn, Thanh ăn quá chặt. Ừ, hôm nay ông ăn sao mà để cho Dương dành nữa hả? Mấy người không biết không? Mấy muốn chan là thêm đây. Cái gì? Tôi ăn giùm Thảo. Trời ơi, là trời lại ăn ké, ăn bốn chén luôn rồi hả? Ủa có ăn với nhiệt tình luôn ơi, mấy ông ăn giả dối quá. Ừ. Ăn nhiệt tình nè. Ăn mà ăn cái vụ ăn giả dối nữa. Ăn đó là ăn sao? Ăn, đúng rồi, ăn phải cho đo. Đến cho nữa. Chén nữa hả? Nữa chén. Đây nè, ăn nè, bên này nè. Không. Anh ăn cơm rồi. Để chân nó đi nè. Ăn ngon. Không ngờ ta đang ăn cơm. Bày chứ. Chén nó luôn đi. Nè,
Đâu, né qua một bên đây nè, đây cả nhà, đây là anh Thảo nè, hổm dài cả nhà mình thấy á là chủ nhân của những clip mà triệu view. Đây là anh Thảo nha. Anh Thảo quay rồi. Anh Thảo ngước mặt lên cái coi. Nhìn cô chú coi. Thấy con vậy? Trời trời, đâu thấy con. Sao mấy ngày vậy? Cái gì? Suka đang cơm á, Suka. Sao nhiều anh? Nhiều hả? Có mấy anh đâu ra nhiều. À thì ra là anh này là Nobita. À, à ủa anh này trai em mà. Ai trai em, trai em. Ai Nobita đâu đâu. Ôm cơ. Chào cả nhà nha. Dạ dạ giọng ơi. Nè tới Nobita nè. Nobita nè. Xin chào các bạn. Trời thay đổi thay đổi. Không đi càng càng. Trời tôi tưởng mày. Trời ơi Nobita này bị cái gì đi Thái vậy vậy mà. Gấp cho Nobita. Gấp cho ừ. Nobita. Ờ đó ờ đó. Nobita có gông nè. Suka nha. Em một miếng Suka. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ăn ăn, ăn xong con hồi nhất ra nha cho cây chen. Trời em ăn nãy giờ muốn bay luôn cái nồi mà vẫn còn còn sẽ lấy chén. Trời em mà ăn thứ gì chịu nổi. À, sao quá mập tụi rồi. Ơ cho trời em, trời em quá mập rồi. Trời em này dữ lắm. Trời em đường nè. Trời ơi. Sao mà cơm nhân nhưng mà cũng ăn cái này. Ai hỏi cho em ăn ngon không? Em nấu ngon không? Suka nấu ngon không? Suka nấu ngon quá Suka. Ngày mai cho em ghé nữa nha. Sao ngày mai cho cho em lại không? Không? Hả? Suka ngày mai cho cho em lại không? Em bé tao đi làm. Đi làm. Đi làm hả? Không, em nó rất muốn đi làm. Ý mà hiện tại mà Dương như vậy mà vẫn muốn đi làm để kiếm tiền. Hồi nãy giờ muốn chi mà vô bình. Nói là thằng thầy đổi đó. 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 Công nhận chứ thì tình chứ. Trời ơi coi công nhận luôn ăn chật mà ăn nhiệt tình lý trời. Hồi nãy giờ Suka nó nhìn cho em. Anh hết nồi luôn cả. Trời ơi. Ăn hết nồi luôn cho anh em ơi. Ý là em nói là trai em nên nhai luôn cái nồi luôn. Nhỏ mắc cỡ kìa ăn nãy giờ coi nhường kìa. Nè Dương còn chén này mời anh ăn luôn đi. Ờ đưa chai anh ăn luôn đi. Ừ. Không anh nói nãy anh ăn cơm rồi anh no rồi. Ừ. Rồi đưa qua luôn. Ờ sớt qua luôn. Sớt qua luôn. Em về. Ờ chai anh mẹ nó giàu lắm mà ta. Ờ đúng rồi. Thôi đi ăn chật ra. Ờ ai biết. Giàu đó. Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Hết tiền. Nobita không, Nobita có câu thì không à. Ờ đó. Cái này là như đói vậy. Ê ê giống á. Móc cái bỏ bối giống. Móc bỏ bối ra coi có bỏ bối ra không? Bỏ giật bối ra đây. Móc bỏ bối ra coi. Cái tướng ông nhảy sao giống cà hải với trời. Rồi ông nữa còn cái ông trai em ông không ăn mà như nào giờ không chưa được ăn vậy trời. Quá đổi rồi. Ăn quá trời nhiệt tình. Nhìn quá trời. Nói về không nghe nè. Suka nói nhìn ở qua gì? Bên trai em nói nào giờ sao mà chưa thấy nào ăn như hôm nay. Ăn kiểu này với lại 10 lần là khỏi luôn. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi. Bữa nay nè con ăn cơm với con trai nó tương quá. Ăn ngon tuyệt vời. Dạ. Ủa vậy là ở dưới xe đét anh không ăn này hả? Ủa sao quá không có không khí vậy là mình ăn thấy có ngon. Mai mốt kiếm chồng ăn nhiều nhiều như trai em như nó nghe. Ăn về cứ tàn. Vậy cái này. Đây anh ăn tới đổ mồ hôi rồi. Ở mồ hôi rồi nó mắt luôn. Trời cảm động dữ ha, đừng khóc nghe trời. Nhận nấu đồ ngon quá trời luôn, ngon không tốn tiền. Ngậu ha. Mai ghé nữa nha. Ngon không? Suka nấu ngon không cho anh? Suka nấu ngon, mẹ Suka. Mẹ Suka hả? Mẹ Suka làm gì? Suka là gao. Gao. Suka không ăn nữa, Suka. Ừ, ai nói Doraemon cứ việc ăn hoài kìa. À, ai làm gì làm à. Doraemon ngồi ăn hoài. Ngồi tuyệt vời luôn á, người cản rồi thấy không? Cái này mà Doraemon này bữa nào dắt ra giữa đồng mà cho ăn cái món mà anh hùng trong biển lửa là tả dữ nghe. Nước nướng hả? Đó, anh hùng trong biển lửa mà. Tả gì vậy ta? Cá lóc nướng gơm. À, ừ luôn. Nói chung dễ ăn lắm, dễ nuôi lắm. Ừ. Ai nuôi cũng đang chịu chứ. Còn ông kêu bữa nào kêu Trinh kìa dắt ra ngoài đồng lẩm ấp bụi vàng cho ăn. Luôn. Ngon hả? Ừ. Trời ơi. Con ơi con hết rồi nha con. Ngon lắm các con.
tính ra như dễ sống. Anh nói gì sẽ giống ăn tạp luôn hả? Còn cái nội mấy kia. Bạn á chứ chọc mình hoài rồi chứ có ra. Ừ, gặp em nó chơi câu quá. Ngày cái chém mà. Tối nay mình đi chơi nha Suka. Vậy đó hả? Ăn vậy đó hả? Trời ơi, dễ thương nè. Ôi, mắc cỏ ha. Cho cái em miếng coi. Nè cho Doraemon miếng ngay luôn. Doraemon hãy vét luôn cái nồi đi. Đứa trẻ cũng được. Trong khi ta nhìn sao mà Doraemon cho em nhìn thì đẹp không, nhìn ngoài này sao sao á tao. Phiên bản lỗi. Phiên bản bị lỗi. Ông ngu quá. Không vậy nha. Kéo kinh đồ cơm. Có đi để nồi lại cho mấy YouTube quay nó ăn cái nồi đi. Giờ không ăn cái gì. Ừ. Đó thì cũng xong bữa ăn cả nhà, hẹn cả nhà mình ở clip sau nha. Bye bye, bye bye cho anh nha, ăn chật quá trời ăn rồi trời ơi. Ăn cái này. Nobita luôn kìa. Ừ, bye bye Nobita. Vậy cái này là Doraemon có ở đâu? Đang xếp cơm cho cô có tối ăn á. Ờ cái này còn nhiều mà. Ừ. Đúng rồi. Tiết kiệm mà hàng ngọc mà. Rồi bên hàng cả nhà mình ở clip sau nha. Ngọc không?